Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Chào tất cả mọi người. Hiện tại thì em Tuyên đang có mặt dưới bãi đỗ xe của thôn Điều Chia. Thì đứng ngay bên cạnh mình đây chính là anh Dần. Chắc mọi người đã theo dõi từ những cái tập đầu tiên thì đã biết là anh Dần là đã vào trong thôn Điều Chia này, đã thi công những bậc cầu thang và những đoạn lan can cho bà con thôn Điều Chia rồi. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có nhờ anh Dần vào thăm lại một buổi nữa để khảo sát lại cái đường lan can còn thiếu từ bên trên cái hòn đá to xuống đến tận bên dưới này anh ạ. Thì hôm nay thì cũng bà con là cũng thôn Điều Chia là đang đi làm thẻ căn cước và cũng đang đi lại chuyển đổi lại giấy khai sinh. Là mình hiện tại mình đang nghe thấy cái tin rất là mừng cho bà con là đi đổi giấy khai sinh tất cả thẻ căn cước để làm sổ khẩu các thứ lại cho các em nhỏ đấy. Thì giấy tờ và giấy tờ tùy thân đấy. Tùy thân để đi học. Thì hôm nay là bà con cũng đã nghỉ rồi thì mình cũng tranh thủ để mời anh Dần vào để khảo sát lại. Thì như mọi người đã biết là cái bậc đã xong, bây giờ thì bên anh Dần phải làm xong bậc thì bên anh Dần sẽ thực hiện nốt cái lan can phần còn lại ạ. Thôi mình trả lên thiên nữa, bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân mình với anh Dần lên đo nhé mọi người. Đây thì mình với anh Dần bắt đầu những bậc đi lên trên. Bây giờ anh xem phải anh quay lại đây tầm được hơn 10 ngày nhỉ? Từ đợt lúc thi công ấy nhỉ? Phải tầm 15 ngày. Đấy thôi. tầm 15 ngày đấy. Anh quay lại bây giờ nhìn nó khác hoàn toàn không anh? Ngày đi nhàn hơn nhiều, đỡ mỏi. Thế là bà con làm liên tục lên anh ạ. Cứ mỗi ngày là ngày nhiều là tầm hơn 40 người, 46 người ngày đông nhất. Còn ngày bình thường là 21 người. 22 người. Đấy. Từng quẩy tấu vật liệu một. Vâng vâng. Vâng. Mà cuối cùng cũng gọi là hòm hòm anh ạ. Có sức người thì sỏi đá thành cơm. Câu nói của các cụ ấy. Đúng. Chỗ này nước hay chảy ngang qua đường làm cái ống à. Vâng, đây thì cái đợt làm ấy là nó không mưa anh ạ. Xong rồi mình cũng không biết thì là đấy. Kiếm mãi xin được một cái đoạn ống này mới làm được. Chứ không nếu mà may còn để đấy, nếu mà không để nó cứ chạy sói theo cái bậc kia thì còn càng sói nữa cơ. Nói chung đến bản thân anh vào bây giờ nhìn khác nhiều cái đúng không? Những cái bậc cao này thì em sẽ làm thêm. Khoảng hơi cao một tí. Bước nó hơi tức chân. Vâng. Đây thì nó đây anh vừa bước đây có cái bậc phụ đây. Đấy, phải có bậc phụ chứ. Không, cái này thì nó ổn đi nó. Vâng vâng đấy. Em làm những cái bậc phụ thêm. Với anh bảo cái chiều hiện tại là nó đang dốc đứng này. Nên là mình không thể giật ra được nữa. Giật thoải ra thì nó lại rộng cái mặt ở dưới à. Mà mình làm gì còn chân đâu. Mà giật ra được nữa. Những chỗ này là em sẽ thêm những bậc phụ nữa. Đang làm bên trên. Hôm qua làm mà vẫn những cái khúc này ban đầu đi là rất là trượt đây này. Đấy. Ban đầu đi những khúc này rất là vất vả đây, những khúc này. Lúc chưa làm đi rất vất vả luôn. Đấy, chỗ này em làm một cái thêm, bậc nhỏ nữa. Thêm một cái bậc phụ vào đây nữa. Đi, bởi vì bước từ đây đến đây chỗ này là 40 phân rồi. Vâng. Cho nên em làm bậc nhỏ nữa. Bây giờ hiện tại là bây giờ đội em là xong cái phần thô đấy. Bây giờ là đi hoàn thiện làm đẹp. Đây chỗ này anh làm cho em một cái này. Chỗ đấy. Điểm nghỉ chân đây anh. Cái chỗ này lúc ấy be cho nó bằng vậy thì không sau đi đất cát vào rồi ấy. Vâng. Bắt đầu là nó trơn đấy. Dốc này là trượt. Đây là hôm đấy bà con bảo làm dốc hơi thoải đây mà làm nó thoải quá. Nên là mấy nữa em phải sửa lại hết mà dính bẩn mấy nữa. Nên là đang hoàn thiện dần anh ạ. Đấy chỗ này anh xem cho em làm một cái đoạn. Em đã để cái cột dưới đây. Làm cái chòi này. Bên kia để mấy cái lỗ sẵn này rồi. Không biết là lỗ này bà con để có to không. Vâng đấy. Phải để làm lan can chứ không mấy nữa anh khoan xuống thì nó không chắc được. Cái ống này thì thoải mái không anh? Mình làm cái cột ống là ống 110. Vâng.
cái cột trụ mà giống như kiểu cái chòi ở chỗ đoạn khâu vai đấy anh. Giống cái chòi đợt trước làm ở bên Triệu Tình. Rồi đấy, đúng rồi đấy. Mà cái chòi đấy khéo bọn em đang nghĩ là ở giữa thân cái chòi này anh xem làm một cái gọi là cái bàn nó nhỏ ấy. Cái như kiểu cái gỗ của mình cắt ở cái gỗ blue này này. Phần dưới thân này. Vâng. Để ví dụ ai có uống nước hay cái gì đấy thì đặt lên đấy, gọi là nhỏ thôi. Không nên làm bằng gỗ. Bởi gỗ quá trình mưa đấy nó hắt vào xong là nó nhanh hỏng. Cái bàn này một là đặt cái lốp xe ở chỗ dưới này xong là trên mặt cái lốp xe đấy thì cái lỗ hỏng ấy thì cắt một khoanh tôn bằng tôn ấy, tôn phẳng ấy. Dày khoảng tầm độ 2 ly ấy. Hàn vùng quanh vào đấy chắc luôn muôn thuở. Bao giờ mới hỏng được. Bật cái lốp xe ở tận dưới đất luôn anh? Không. Cái nó có cái làm mình hàn cái sắt nó đỡ lên. À. Đấy gọi là trang trí không, mình vẽ vào nhìn trang trí thôi, còn không thì làm nguyên mặt bằng tôn thôi. Mặt bằng tôn em nhìn mặt bằng tôn nguyên tôn à? Nguyên tôn thì nó hơi xấu. Không xấu đâu. Cái mình uốn vòng tròn. Không thì uốn vòng tròn bằng sắt xong là cái tôn gắn vào thì cái vòng tròn nó tạo thành cái viền. Vâng, về anh cứ xem cho em. Vâng. Như cái bàn cái khung kia bằng gỗ thì cũng là cái khung sắt xong bắt đầu là cắt ván ghép vào thành cái hình ý em vâng, nó thành nhưng hình lục giác đấy. Như cái ván đấy. Đến bây giờ kể tôn nhãn làm lục giác được. Vâng. Như cái ván kia đấy qua được mấy năm bây giờ đã cái ván nó đã bị mục. Vâng. Cái ván này nó vẫn ép thôi mà. Thế mình nó sẽ không bền được bằng tôn kia có đến 10 20 năm nó vẫn cứ ở đấy thôi. Vâng. Đấy thì chỗ này là đặt sẽ đặt hai cái ghế đá ở chỗ này. Có 5 điểm. Thì 5 điểm thì dự tính đấy. Đấy chỗ này anh xem đấy. Thành sẽ thành những cái bậc như này, bậc phụ như này đấy. Nó đỡ hơn rất là nhiều chứ anh. Chỗ này không cần. Chỗ này thì các bạn là nó theo cái gờ đá đấy là không ấy được nữa. Có bậc phụ vào đi được dễ hơn anh nhỉ. Bây giờ thì không còn bậc nào cao nữa. Bao nhiêu đá ở đây nhỉ? Vâng. Đoạn này ngày xưa anh đi đúng không? Đây này em phá bao nhiêu đá chỗ này này. Đoạn này đợt trước nó đi theo cái trượt đá, đi theo cái hốc đá đây. Rồi xếp rất là nhiều đá này. Chỗ này bọn em khoan ra cực nhiều luôn. Mà không khoan được hết anh bảo sợ cái đá này sệ. Thì hôm nay chính bản thân anh Dần đã thi công ở đây cũng gần một tuần lễ. Hôm nay anh vào anh thấy sự thay đổi quá nhiều luôn. Đây là mẹ của chị Cái. Đúng rồi. Đây mọi người xem. Đấy, mọi người xem có bậc phụ không? Có cái bậc phụ đi vào nó dễ hơn nhiều không ạ? Đấy, để còn không đi. Con chào bà nhá. Hà đi chặt cỏ này về cho dê hay cho bò đây? Thực sự mọi người rất là khó muốn giao tiếp với mọi người, bà con trên này á. Cũng không biết cái tiếng của bà con nên là giao tiếp cũng khó.
chào thì mọi người cũng chỉ biết ừ ha. Cái cổng nó rất là bé luôn mà không thoát. Nếu tính cân mà thơn giả gỗ cái tính cân này nó phải vào tầm 65-70 nghìn một cân. Không. Đây là những cái bậc. Ai giờ. Anh Dần thì anh ấy đang có việc, anh ấy nói chuyện điện thoại ở dưới. Anh Tuyên sẽ lên này trước. Thì như ngày hôm nay là lên sẽ đo, phải trước hết là đo cái đoạn lan can từ chỗ anh phía anh Dần này đến từ hòn đá và từ hòn đá xuống dưới nhé mọi người nhé. Xong bây giờ em Tuyên sẽ đưa anh Dần lên chỗ hai cái đoạn điểm nghỉ chân kia để xem làm cái chòi. Anh Dần này cũng đã bàn câu chuyện xong. Đây này anh ơi, mình sẽ làm cái lan can cong ở đây nhé. Từ đầu này sẽ đến đầu kia. Anh làm lan can cong hay thẳng? Nó gấp khúc theo từng điểm. Vâng vâng vâng, đấy. Thì chúng ta đo chỗ này. Còn hiện tại là làm con cầu này sao? Làm đây lan can nhưng từ đây hết xuống dưới kia thôi chứ. Vâng, từ đây hết xuống kia. Anh đi lên bên trên này nữa, còn 1-2 điểm nữa thì cái điểm dừng chân em ấy thì vẫn phải có lan can đấy. Không thì chụp ảnh rất là nguy hiểm. Xem nó trên. Xem thay đổi thế nào. Rất đấy. Đây chỗ này anh làm cho em một cái này. Đây chỗ này anh nối cho em từ đây ra hết vào trong chân tường kia luôn. Thì mai chỗ này là em nối, em san bằng ra. Làm vâng. Điểm dừng nghỉ đây. À? Vâng, đây một điểm nữa. Thì cái điểm này đặt cái đá chụp ra ngoài này em nghĩ là cũng hợp lý. À, cái này anh nhìn view ngoài này. Đấy. Đây là cũng có một cái chòi này. Đây sẽ là một cái chòi ở đây. Đấy thì anh sẽ làm lan can hết giật lên cho em theo mỏm đá đây anh ạ. Không giật ra ngoài đâu. Mà cái lan can chỗ này chụp ảnh thì chắc chắn là mình làm lan can nó sẽ cao hơn lan can bình thường rồi. Nó sẽ không thấp như cái lan can để bà con đi lại nữa. Đấy là sàn bao nhiêu đấy? Hôm qua vừa mới, chỗ này là vừa mới sửa lại. Nhìn rất là đều, rất đẹp. Hôm qua là em phải bỏ sàng. Chiều hôm qua vẫn làm anh ạ. Hôm nay là đi làm thẻ căn cước các thứ đấy. Sổ khẩu. Bà đang đứng làm gì đấy? Đấy, hôm qua ở đây mưa to, hôm trước mưa to này, đất hôm qua vừa mới khoét đi. Lỗ này tắc luôn. Chỗ này em vẫn có cái đá nhưng mà chỗ này đặt không gần mái. Chỗ này không thể làm mái được. Vâng. Nó ở đầu bên trên kia, chỗ đoạn cuối cùng kia thì không ấy. Xong rồi em đưa anh ra chỗ cái đoạn này, mô hình kia. Anh xem có cái cây có thể là cho em cái cây V to ấy để em làm cái giá đỡ của cái mấy cái cây thông gì cả. Vâng, em làm cái mặt bằng để ngồi chụp ảnh ấy anh, như ở mấy cái điểm mã pin lèng ngày xưa ấy. Đấy, bề khoan rộng hết rồi. Đâu, ngày xưa chỗ này nhỏ hoắt đi. Này, chỗ này thì chỗ này là một ghế đá này, từ đầu em tính là có chòi đây nhưng mà cái cục đá ban đầu ở chỗ này cản cái lối đi này, hôm nay anh bảo là cục đá này phá được đi cái lối đi đẹp với bao nhiêu. Vâng, đấy. Thế là đã phá được rồi đấy. Vâng. Phá đi chứ. Phá hồ rộng rãi. Chỗ này bọn em sẽ láng để làm cái ghế đá ở trong này. Hôm từ đầu em tính là ở đây này.
làm cái ghế đá ở chỗ này. Nhưng mà làm cái ghế đá ngồi đây thì không, nghe chừng không hợp lý lắm. Chỗ này thì làm cái ghế đá là phải có cái chòi, nhưng mà muốn để cái tự nhiên ở chỗ kia. Không cần chòi, chỗ đấy là làm mà không cần chòi. Có một ghế đá ở đây thì ngồi ra đây nhìn cũng đẹp đúng không? Theo anh thế nào? Nhưng mà để chụp ảnh thì là ngồi chỗ kia. Chỗ này đẹp hơn đúng không? Lấy được cảnh đẹp hơn. Đấy, đấy. Nó vào ảnh nhìn đẹp hơn. Chỗ này thì chỗ này anh làm được một cái không? Chỗ này mà chỗ này nếu mà làm chòi vào thì nhìn em nhìn thấy nó hơi tù. Không, cái đấy anh nghĩ để ngoài thì không làm cái gì, chỉ làm mỗi ghế thôi. Vâng. Như này lấy cái ảnh ở, ra cái dãy núi ở vì đây. Đặt một cái ghế ở trên này đúng không anh? Đặt một cái ghế ở đây này. Đấy thì hợp lý hơn đúng không? Cái này nên ảnh nó ra cái góc đằng kia nhìn đẹp. Vâng. Đến đường xa xa cái nhìn nó hơi mờ mờ ảo ảo. Đấy thì nói chung là khi ấy lên đây thì của anh vào để xem luôn, thiết kế luôn, nếu mà cần chòi thì cần luôn. Nên nhưng mà và để cho cũng kết hợp cho bà con nghỉ chân nữa, chụp ảnh chưa biết được như nào nhưng mà cứ để cho bà con nghỉ chân nữa. Đây là phần quà của anh Thảo bên nước ngoài. Đấy thì bọn em là cố gắng giải nốt cái này ra ngoài đến chỗ ngoài kia. Cái chỗ mô hình ở ngoài này thì em đang bảo muốn anh xem là cho cây gì, cây V V to hay là cây chữ U ấy. Ở đâu em? Đây trên này, này. Vì em mà đặt cái xà gồ cái thông kia lên ấy thì để nếu mà để nguyên bằng gỗ ấy, thì nó sẽ ấy, nó sẽ theo thời gian là sẽ bị mục. Đấy, anh xem nói chung là mấy cái điểm này nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng chỗ này sẽ không láng, chỗ này để cho tự nhiên. Cái đứng dưới này hay trên cái kia cũng đẹp. Vâng đấy. Cả hai cái này. Một lần nữa cho mọi người xem lại cái view nhé. Cái này đứng ở đây mà đứng chụp ở cái góc dưới này lên nhìn đẹp mà, chỗ này mỏm mỏm này mà bỏ hết vô lên nhìn cực đẹp luôn ấy. Hiện tại bây giờ thì cái ánh mặt trời đang chiếu vào nhìn hơi chói, còn nếu ánh mặt trời nó không chiếu thẳng vào cái hướng này thì là chụp ảnh ở đây lên rất là đẹp. Này view triệu đô đây anh. Đây này anh, cái trên mỏm trên này anh ạ. Nhìn cái khung cảnh nó vào ảnh này nhìn rất đẹp luôn. Thẳng tắp luôn kìa. Đây có cái mô hình em đặt ở trên này cơ. Anh chứ. Cái mô hình ở trên này em bảo cho. Vì hai cái mỏm đá gần nhau. Chỗ này là em muốn để tự nhiên. Chỗ này chụp ảnh lấy được cái dòng sông với cái khe thung lũng này nhìn đẹp. Vâng. Ở trên này cũng đẹp, nói chung là mấy cái cảnh ở trên này này, cái của em ở trên này anh. Chứ nếu mà không dùng sắt ấy thì em dùng bằng cây sa mộc kia nó sẽ mục là hỏng hết. Đây này. Trong này anh ạ. Đấy, giữa khe này này anh này. Đấy, có nghĩa là hai cái anh lấy cho em hai cái chữ U hay cái chữ U nhỉ. Đấy. Và cái chữ U từ đây ra đây nữa. Để em đặt cái cây sa mộc ngang ra ấy. À, tức là làm cái dầm ấy gì? Vâng vâng đấy đúng rồi, làm cái dầm đấy. Làm dầm để gác cây vào. Gác cây vào đấy. Anh đo cho em. Mà bằng cái này nó mới chắc được, và em làm bằng cái sa mộc kia thì sau theo thời gian thì nó sẽ hỏng hết. Cái này thì làm cái thanh u đúc. Vâng, u đấy nó mới cứng. Gác về dài ra thừa thì không sao, thì nó an toàn hơn. 3 mét. Đấy, từ đấy gác của đây nó chắc quá rồi. 3 mét này, mấy này, thanh gác ở bên đấy sang kia. Vâng, chỗ chân em đây. Còn cái cây kia là gác từ trong gác ra thì vâng. Trong kia là xếp đá lên được. Trong này ạ,
Không, trong này vẫn phải một cây chứ anh? Đây thì một cây gác như kiểu này ra. Vâng. Nhưng em làm tới tảng đá này hay là làm xuyên qua bên? Không, em từ chỗ chân anh nhá, đến tảng đá bên này thôi. Và từ cái chỗ tảng đá này phải có một cái dầm ngang đây chứ, để em xếp theo cái hàng ngang mà. À, xếp ngang thì... Vâng, vâng. Thế thì phải một cây bên này nữa. Vâng, vâng. Thì nó chỉ mất 3 cây thôi. Nó chịu lực mà. À, chỗ này bây giờ để ý ra có hòn đá ở giữa này, nó xếp được không bằng nhau này nhỉ. Đấy, đang nhìn thấy. Cái hòn này thì cậy, hòn này hòn mồ côi. Vâng, hòn đấy hòn mồ côi để cậy thôi anh ạ. Phải cậy thì để làm cái mặt bằng nó đẹp ấy. À, hòn này là hòn mồ côi rồi. Đấy, cái không có chân ở bên cạnh này, nhìn thấy không có chân mà. Đó đấy, anh đo từ đây nữa, một cái dầm từ đây ra. Đấy. Anh nhâm tay nó lên mà. Thế chỗ đấy lật bỏ xuống dưới thì không sao. Đây thì một cái dầm, một cái thanh chữ U từ đây ra ngoài kia nữa là anh hàn 4 gá vào là chắc luôn. Cái này chỉ thiết kế bắt ốc không, còn lại những phần còn lại kia xây kè lên thôi. Vâng. Chứ không lại khênh máy từ đằng kia chạy lên đến đây là nó vất. Vâng vâng, không à, đúng rồi, không thì vì cái chữ U mà. Cái chữ U bắt ốc được. À. Nhưng mà em nghĩ vẫn phải hàn. Theo thời gian vẫn phải hàn, để đây là sợ thôn khác về nó ăn trộm. Nó tháo nửa đêm ấy. Dân ở đây rất là kiểu đấy, thôn mình thì nó không ăn trộm. Nhưng thôn khác cơ. Chỗ này chắc chắn là em sẽ đổ bê tông, mà đổ bê tông vào thì nhìn cái mặt bằng nó sẽ xấu. Không, đổ bê tông là cái phần sắt kia đổ để cho nó ngậm hết xuống ấy. Nó chắc ấy. Rồi rồi anh ạ. Khênh máy nổ lên hàn mỗi cái này. Không, chỗ đấy mình kéo điện thôi, một máy thoải mái mà. Hả? Kéo từ dưới chỗ cái đoạn chống nghỉ đầu tiên này. Kéo từ đằng kia lại xa lắm đấy. Vâng vâng, thử xem. Với lại là kiểu gì là anh em mình cũng tương lai là nếu mà làm nhà của bà cụ ấy là vẫn phải khênh lên đấy. À, nếu mà lúc ấy là khênh thì đi qua dừng lại đây lổ lên hàn chết. Đấy đấy đấy. Hàn chết đầu ốc vào thì khỏi cái tháo. Vâng vâng đấy, thế anh cứ trước tiên là làm cái đầu ốc trước. Xong rồi lúc đấy là bọn em đóng. Cái bên vị trí bên này này em gác ở chỗ nào? Đây em gác thẳng ở đây này, chỗ viên đá này cho chắc luôn này. Viên này cũng viên mồ côi. Mồ côi à? Ừ. Thì đây thì nói chung là nó theo cái đá đấy vào đây thẳng luôn thôi. Nó không phải để chéo đâu, chéo ra nó nhìn nó rộng quá ấy. Nó phải, có nghĩa là cái mặt bằng của mình chỉ 3m đều thôi ấy. Đây 3m này. 3m cái này gác vào đây thì bây giờ nó bị cản mất cái viên này. Nó bị cản mất cái viên ở chỗ này. À, thế chỗ đấy phải sửa rồi, chỗ đấy phải đá sửa một tí đi. Thế thì cái thanh dầm đấy có hàn luôn cái đường lan can để lúc lắp ghép luôn không? Không đứng không cái này hay là lan can bằng gỗ? Lan can mà em là lan can bằng gỗ. Lan can thì không cần lan can. Đứng kiểu này mà sơ sẩy cái này cũng nguy hiểm lắm đây này. Bọn... Đứng ra cái mặt bằng này bây giờ một là lan can gỗ để nhìn cho nó mộc mạc. Sao nhỉ nhá. Chứ không đứng kiểu này nó ra cái khoảng này rất là nguy hiểm. Cái hòm kia thì thực ra muốn để làm cái mặt bằng như kia nhìn nó đẹp. Vâng vâng, thế thôi. Để về em với anh tính xem lại có nên làm lan can không. Lan can thì nó ra nó nhìn rất là xấu. Lan can vừa vừa thôi. Vì người ta muốn ngồi người ta nhìn cái điểm là ngồi ấy. Nhưng mà như thế thì khách du lịch chứ cũng phải lưu ý và cẩn thận. Vâng vâng vâng, những cái điểm như thế phải cực kỳ cẩn thận. Đấy anh chỉ làm tụt vào trong đấy thôi chứ không làm ra mép. Đấy chỉ tầm đấy thôi. 3 mét đúng không? 3 mét ở đây ra 3 mét nhưng mà bên này bắt sang thì chỗ chéo vào. Không bắt được hẳn sang đây. Vâng. Nó mắc cái chỗ này thì bắt được ở cái chỗ này thôi. Đấy đấy đấy. Còn nếu không thì chỗ này phải lấy dài ra thì dài ra để cho cái đầu này gối đây, xong cái điểm này bắt từ đầu kia mới cái điểm này bắt sang. Vâng vâng vâng. Mới vuông được. Là cái điểm gối sang ở đây. Nên anh bắt sống lên cho em thôi, còn lúc mà em đặt cái cây xà gồ lên thì em lựa theo cái viên đá với sửa thôi. Phải sửa chứ nó mới đẹp được. Đấy, anh ghi vào cho em chỗ này. Đây anh. Đây. Làm hết rồi đây. Đây anh chỉ thấy nhá, đến đây cái mỏm đá này. Đây nhá. Rồi. Xong rồi đâm vào đây được chưa? Rồi rồi, em cứ đặt cái điểm đầu lan can bán đứng cái vách đá đây, xong là vát vào đây thôi.
À không, em chống ở kia kéo một cái lắm. Ờ. Đây, chỗ đây. Rồi rồi em thả tay bên này ra để. Vì chỗ này mà làm anh bảo làm cái chiếu nghỉ ở đây mà không làm lan can là rất là nguy hiểm. Ngày sau chỗ này sẽ san bằng hết à? Vâng, mai anh sẽ san bằng hết. À làm chiếu nghỉ sang cả bên kia gì? Vâng, chỗ này có nghĩa em phải khoét vì để đất và cái đá ở đây mà anh. À, tức là san hết từ đây vào trong. Vâng, san hết đây, chỗ này cái đá kè lên nhé. Chỗ này san bằng chỗ chân của mình thôi, không san cao. San hết mấy là đá đập hết. Để cho nó rộng chứ không rộng nó không để được hai cái đá hoặc là một cái. Đi xuống đo đặt dưới. Vâng. Ok em cầm không? Đây thì bắt đầu anh ấy đang đo từ mép này. Thực sự là đi với em thì em đây em đỡ cầm cho. Cầm được không? Nếu mà mình như mọi người bảo là em Tuyên cần một caramel đi cùng nhưng mà em Tuyên cũng muốn lắm. Nhưng mà cái khó là mọi người biết cái khó của em Tuyên là như nào đấy. Nên là chả không có ai dám thử thách cùng em Tuyên. Nên là một mình tự biên tự diễn thôi mọi người ạ. Mấy mét anh? Cái này là đi 14,6 mét. 4 mét cả. Thế xong con đường này phát này phải đo lại một lần nữa anh ạ. Xem à, tổng cái con đường này là bao nhiêu mét. À bây giờ nói đến bây giờ sau còn bên dưới nữa. À, làm một cái bảng kia, cái bảng blue trắng trắng kia để em ghim lại những bức ảnh kỷ niệm đấy vào. Sau anh làm một cái máy nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ mình nhớ ra. Như kiểu cái bảng ấy anh, cái bảng chống cơm, chống công này. Rồi về đi in ảnh. Đây thì tiếp tục là đo cái lọn lan can đây mọi người. Đây em cầm chưa? Em cầm được. Cứ cầm. Ok. Cầm luôn anh. Cầm luôn, bắt đầu anh em mình giải từ dưới lên. Từ dưới luôn đấy. Rồi bắt đầu từ đây đi. Bắt đầu từ kia chỗ. Đây. Mười lăm mét đấy. Đoạn can này khá là dài đấy mọi người. Cái này mình chỉ mang sắt hộp vào xong mình nối dần thôi anh nhỉ? Nối dần theo địa hình thôi. Lượn theo đường chứ không phải như lần đầu nữa. Từ bậc nào đây anh? Từ chỗ chống nghỉ này. Sang má đây đúng không?
đây đúng không? À đâu, từ chỗ này phải đâm vào đây chứ. Đâm vào đây. Chỗ này là 5m6. Thế bây giờ lại đo cái tả ly bên ngoài. Quay ra cái mạng bên ngoài. Vâng. Đây, theo luôn cái viên đá này cho chắc luôn. Chôn luôn cái chân này vào đây này. Cho nó cao luôn. Chôn luôn cái chân vào chỗ cái mềm đá này luôn. Này là 3m6. Đó. Khá là dài đấy đúng không anh? Bây giờ đến chỗ đoạn là chống nghỉ đầu tiên này. Của cái cửa thằng đoạn bên này chắc không cần. Anh đấy chắc sẽ giải hết thước. Đến cái vành kia anh. Vâng vâng. Đây đúng không? Đây đến cái chúng nghỉ này đi. Thấy chỗ chân. Mọi người biết là nói chung là đi vào đấy đo phải tỉ mỉ vì các anh đấy cũng phải mang đồ vào ấy, thiếu thì cũng rất khó. Nên lần nào vào cũng phải mang thừa.
lên tận mặt bằng rồi đấy. 22 mét. Ui. Các em nhỏ hôm nay là anh đi đấy củi này. Con đi lấy củi về à? Đi. Dưới này rồi. Ok anh. Vâng, đến hôm nay ấy, thì là chỉ là đo vào hàng chục trước thôi mọi người nhé. Thì còn khi làm xong ấy, thì phải đo lại thực tế là bao nhiêu mét để thanh toán cho nó dễ dàng và chuẩn. Thế là đã xong cái buổi đo này và bây giờ xuống bản để thiết kế cho một cái láng, một cái bức blue để làm cái lá nhỏ để lưu lại những cái bức ảnh kỷ niệm đấy mọi người. Đây này anh, chỗ này anh theo anh là treo cái tấm ấy kia ở đâu? Vì chỗ này là không thể làm ra được chỗ này rồi. Chỗ này là chỗ quay xe của bên thủy điện. Cái tấm bảng về lưu niệm. Vâng. Hay là em nghĩ là làm giáp ở ria đá này luôn. Giáp luôn á, sắt thẳng á. Đấy. Chỗ đấy là người ta lùi xe anh. Lùi xe, đấy. À sao họ lùi trồ vào. Vâng, lùi xe thì đây này. Cái vì nhá, em sẽ làm cái cổng này, cái cổng nó sẽ bắn vào đây này. Cổng nó sẽ theo cái mỏm đá này ra đây này, ra đây này. Cổng như cái cổng ở chỗ đoạn mã bị lèng đó. Cái cổng gỗ ấy. Đây này. Cái cổng nó sẽ ở khu này này vì em lại không làm được ra ngoài đấy. Làm ra ngoài đấy là người ta lùi xe vào. Hoặc, cái cổng làm một chôn chân chôn đây, một chân chôn bên có này thể đó. Vì cái này là điện của bên cái cáp của bên thủy điện là không được động đến nhá. Thì mình có thể dịch sang bên này một đấy, tí. Đấy, thì dịch vào đây này. Thế mà dịch trong rồi này. Đấy. Vì chỗ cột của họ là về sau ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy, thì cổng từ đấy ra đây này. Đấy, cổng ở đấy thì cái bảng cứ đảng tôn ở dưới này đâu. Tôn ngay kia bên này. Ừ, đúng rồi đấy nhỉ. Đấy, thì người ta chụp ảnh là người ta đứng chụp ở đây thì vẫn nhìn thấy đường hay lan can. Vâng vâng. Không thì em thì, còn nếu họ đứng họ chụp cổng ở đây thì vẫn chụp chéo này vẫn nhìn thấy cái mặt bảng đấy. Vâng vâng. Thôi em lại tính để ở đây này nhưng mà thế thôi để ở đây cũng được, hợp lý. Thì này chụp được cái cổng thì quất mất cái. Đấy đấy. Đấy. Cái cổng thì cái cổng gỗ thôi. Em là cổng gỗ cho nó. Nhưng mà ý anh là ở chỗ này thì người ta cũng không lùi xe vào. Bởi vâng vâng. Này nó đúng rồi đúng rồi. Mắc cái cột kia người ta cũng không lùi vào. Thì sẽ làm đây cái cổng đi. Vì cái cổng bây giờ làm dịch ra ngoài này là sẽ ảnh hưởng đến khi bên thủy điện lùi xe này, phải lùi sâu trong. Thế là mình cũng với anh Dần đã kết thúc cái buổi đo khảo sát ngày hôm nay để làm tiếp đoạn lan can xuống cho mọi người nhé. Vậy là vừa rồi mình với anh Dần cũng đã khảo sát xong cái đoạn lan can làm tiếp theo mọi người ạ. Thế anh vừa đo thì tổng tầm bao nhiêu mét anh nhỉ? Đây anh vừa đo nhưng mà anh còn chưa cộng tổng mà. Chưa cộng tổng, em nghĩ em nhìn thấy nó rất là dài đấy đúng không?
anh em nghĩ phải lên đến 200m không anh? 200m thì không đến đâu, để anh cộng. Đây, thì bây giờ hiện tại mình đang đợi anh Dần cộng tổng cái chiều dài quãng đường lan can còn thiếu là bao nhiêu mét. Thì một lần nữa thì cho em Tuyên cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh Tuyên Hà Giang cũng như bà con thôn Địa Chia để có những đoạn đường an toàn về với ngôi làng, về với ngôi nhà của mình. Thì em Tuyên cũng rất là cảm ơn tất cả các cô chú. Bây giờ mình cũng đang đợi anh Dần cộng mà xem là thông báo luôn cho mọi người là khoảng bao nhiêu mét lan can nhé mọi người nhé. Vậy là anh Dần cũng đã cộng xong cái tổng cái chiều dài lan can còn thiếu mọi người ạ. Thì cái tổng chiều dài lan can còn thiếu là bao nhiêu anh nhỉ? Nó đây sau khi đã cộng tổng vào nó vào 144,6m dài. Thế là cũng tương đối là không phải là nếu mà khi anh em mình làm ấy, còn sân siêu ra nữa thì nó phải lên đến tầm em nghĩ phải lên đến 150m. Vì cái đoạn là vì mình chưa đo hết vào cái mép đá và chưa đi hết đúng không? Rồi nhưng mà nó cũng dôi lên cũng không đáng kể. Vâng cũng không đáng kể đâu. Có dôi lên cũng chỉ tầm khoảng 150 thôi. Dạ vâng. Đấy là bởi vì nó đến lúc làm thì là cứ cua theo cái thế đường, còn kéo thước thì nó đi thẳng. Còn khi anh em mình đây gọi là đi khảo sát để mà còn biết mang vật liệu vào đây chứ. Rồi, còn rồi. Khi vào đây mà lúc thiếu thì đi lại cũng rất là mất công. Đúng mà nó quá là xa. Quãng đường nó xa. Vâng. Thì đây thì em Tuyên cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Đường Hà Giang. Thì mọi người thấy video của em Tuyên hay thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng chào đón những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé.